Gà Ta miền Nam xin kính chào quý khách, lại quay trở lại với kênh Gà Ta miền Nam. Rất vui được gặp lại mọi người ở trong chương trình này. Gà rất đẹp nha mọi người. Gà lòi miền Tây nha mọi người ơi. Rất đẹp. Quay để cho mọi người chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của cái bầy gà lòi miền Tây mới về nha mọi người. Rất đẹp. Đẹp hơn cái bầy gà lòi mà hôm trước mình có quay ở Trảng Bom nha mọi người. Hơn một xíu thôi chứ không đẹp hơn lắm nha mọi người. Đấy, gà nó vào hết trong chuồng rồi mọi người ơi, buổi tối chiều tối mọi người ạ. Đây, gà nó vào hết trong chuồng rồi. Vào chuồng thì mình có bật đèn lên cho mọi người coi, nhưng mà mặc dù là nó hơi tối một xíu nha mọi người. Đấy, trong chuồng đấy mọi người, hơn 1.000 nha mọi người, hơn 1.000. Quay chia sẻ cho mọi người gà lòi miền Tây. Đây, nó toàn là chân vàng không nhá mọi người, không có chân đen. Đấy, chia sẻ cho mọi người như vậy nhá mọi người ơi. Gà lòi mới về để phục vụ cho bà con ngày thứ bảy và ngày chủ nhật mọi người. Rất đẹp nha mọi người. Hôm nay thì là chiều ngày thứ 6 rồi mọi người ạ. Gà mới về thả ra ăn rất là khỏe, cám ướt nha mọi người. Trộn cám ướt ăn thì nó không có bị nóng gà, nó không bị khò nha mọi người. Có cả cựa đồng hoàng kìa. Đấy, cũng có cựa mọi người. Đấy, thấy không mọi người? Gà cũng có cựa. Đấy, cám trộn ướt nha mọi người. Quay chia sẻ cho mọi người xem, cho mọi người xem cho nó có cái video gà đầy đủ cho mọi người coi. Rất đẹp mọi người ạ. Khá là đẹp, khá là ok nha mọi người. Tuyệt vời, cái view này quá đẹp luôn mọi người. View khá đẹp, chuồng trại sạch sẽ, cả thoáng mát mọi người. Hôm nay thì trời nó cũng hơi nắng nóng xíu mọi người, hơi nắng nóng. Đẹp quá mọi người. Gà đẹp quá. Tuyệt vời mọi người. À, trong này có cho ăn cám này mọi người. Sắt hốp trộn nước cho ăn mọi người. Đẹp chưa? Đấy, trong này mới bật đèn nhá mọi người. Nhìn nó cũng sáng sáng xíu mọi người ạ. Gà này thì bây giờ nó cũng hơi chậm một xíu nha mọi người. Giờ kinh tế khó khăn quá. Gà nó ra nó cũng chậm mọi người. Nó không được nhanh như lúc trước mọi người. Đẹp lắm. View này thì quá đẹp luôn mọi người. Qua chia sẻ tổng quát như vậy thôi nhá cho mọi người. Cái cám này thì mua lại có 200 mấy hay bao nhiêu mình cũng không biết nữa. Đâu đó mà mình không mua cám này cho gà. Trèo lên ngủ luôn nè. Có đã không? Quá tuyệt vời không? Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau nhá. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi kênh. Đi về nha mọi người ơi. Đi bắt gà mái mọi người. Hôm nay bắt gà mái. Quá đẹp. Xin chào mọi người.